Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vừa qua, một số phụ huynh học sinh có con học khối lớp 9 tại trường trung học cơ sở Đống Đa, địa chỉ tại 28 phố Lương Định Của, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tình trạng chụp ảnh kỳ yếu với lịch trình ở nhiều nơi không cần thiết và gây lãng phí. Cụ thể, vị phụ huynh này cho biết, với mức chi phí trụ ở các lớp giao động từ 700.000 đến 900.000 đồng một học sinh. Tôi cho rằng là quá lãng phí. Mỗi lớp cũng 45 đến 50 học sinh, tổng chi phí lên đến hàng chục triệu đồng cho hoạt động này. Ban phụ huynh học sinh hay ai là người đứng ra chỉ đạo chương trình trụ kỳ yếu này và thu tiền học sinh. Hơn nữa, việc để các con dành nguyên cả ngày di chuyển và chụp ảnh tại ba địa điểm khác nhau, Thậm chí, theo lịch trình được đưa ra, cả lớp sẽ chụp ảnh đến 20 giờ 30 phút rồi mới tập trung lên xe để quay lại trường. Như vậy, tối muộn, các con mới về đến nhà. Chưa kể, việc di chuyển đi các địa điểm xa, có cả ngoại thành, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho các con. Cô Đinh Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đống Đa cho biết, bản thân là hiệu trưởng, tôi cực lực lên án và phản đối việc tổ chức đi chụp ảnh kỳ yếu. Bây giờ, đang là thời gian diễn ra năm học, Đặc biệt, giai đoạn này đang chuẩn bị có bài kiểm tra học kỳ, mà học sinh lớp 9 lại chuẩn bị thi. Nhà trường không bao giờ có chủ trương cho học sinh chụp ảnh kỳ yếu. Trong năm học chỉ nên lo học tập, rèn luyện, nhất là đi về xong các con bị mệt, ảnh hưởng tới sức khỏe rồi ảnh hưởng đến việc học. Thông tin này chúng tôi phải giả soát lại vì các lớp thường tự tổ chức đi chụp kỳ yếu, không báo cáo, xin phép gì, bởi nếu có báo cáo và xin phép, không bao giờ tôi đồng ý tất nhiên học sinh cuối cấp cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc ở bên nhau nhưng theo tôi có rất nhiều cách để chụp ảnh trên lớp trên trường một cách gần gũi còn thực ra nhà trường không có chủ trương và cũng không quản lý được vấn đề này ví dụ phụ huynh tổ chức cho các con đi vào sau tiết năm ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật thì có đi tôi cũng không biết thu bao nhiêu tiền tôi cũng không nắm được nếu có thì tôi phải chấn chỉnh để các cô rút kinh nghiệm ngay tôi cũng đã từng trao đổi với các giáo viên về vấn đề này nhưng tôi cho rằng việc này diễn ra một cách chủ quan, giáo viên chủ nhiệm không đứng ra tổ chức mà phải là phụ huynh. Và ngày đó là ngày học sinh nghỉ học thì phụ huynh phải tự chịu trách nhiệm. Nữ hiệu trưởng nhấn mạnh, chúng tôi không bao giờ cổ suý và dung dưỡng cho hoạt động này, bởi vì vừa mất thời gian, vừa nhạy cảm. Trong trường học chỉ cần thu thêm 1.000 đồng, kể cả hoạt động chính trong nhà trường cũng đã khó, nữa là những việc như thế này. Xong, ở chiều ngược lại, cũng có thể có những phụ huynh, học sinh mong muốn tổ chức hoạt động này. Theo tôi được biết, như tại một số nhà trường, phụ huynh thường tự tổ chức và tự chịu trách nhiệm. Vừa rồi, chúng tôi cũng họp hội đồng giáo dục. Tôi cũng vừa nhắc lại rằng, hiệu trưởng không bao giờ đồng ý và không khuyến khích hoạt động này. Các thầy cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với việc này. Sau khi tìm hiểu lại thông tin từ phía giáo viên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở đống đa thông tin. Theo lịch, Chủ nhật tuần này, ngày 12 tháng 11, phụ huynh lớp 9A8 dự kiến sẽ tổ chức cho các con chụp ảnh kỳ yếu. Kinh phí dự kiến là 690.000 đồng một học sinh, chưa kể ăn tối. Vì theo kế hoạch, trong ngày hôm đó, phụ huynh sẽ tổ chức liên hoan vào buổi tối cho các con, nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa thu tiền, mới đang là kế hoạch. Nhưng như vậy thì phản ánh của phụ huynh về việc phải nộp 700.000 đến 900.000 đồng một học sinh là đúng cô giáo chủ nhiệm lớp cũng nói rằng không thích hoạt động này vì mệt nhưng phụ huynh mong muốn các con có dịp chụp ảnh kỷ niệm với nhau nên muốn tổ chức